Ờ, má. Ông đi đâu về vậy? Ờ, tôi đi đòi lại sự công bằng cho má. Là sao? Ờ, dạ. Ờ, dạ thưa má, bắt đầu từ bữa nay má cứ yên tâm ở đây, đừng có sợ gì hết trơn á. Vợ chồng tụi con sẽ đối xử với má tử tế đàng hoàng. Thằng Trung này á, có thể nghèo tiền nghèo bạc, nhưng mà về ân nghĩa con không có nghèo đâu má. Con nói thiệt ha. Dạ. Cảm ơn con nghe. Dạ. Ờ, vậy thôi bây giờ má vô thay đồ đi. Má đi với con. Trưa nắng vậy ông bắt má đi đâu? À, thì đi qua nhà anh chị hai. Ông nói gì tôi không hiểu. Bà đúng là đồ chậm tiêu, không có biết gì hết trơn. À, hồi sáng giờ bà có biết tôi đi đâu không? Đi đâu? Tôi qua nhà anh chị hai đòi tiền cho má. Ông đi đòi tiền thiệt hả? Ủa, thiệt chứ sao không thiệt. Tôi qua nhà bên đó gặp hai người ở nhà luôn. Cái bà chị dâu của bà đó nha, là cái loại đàn bà độc ác. Còn cái ông anh hai của bà đó, là cái loại đàn ông sợ vợ nhu nhược hèn. Thôi. Má, bây giờ má đi với con đi. Thôi, thôi mình bỏ qua đi con. Tánh chị hai con là con biết rồi. Mình đừng có làm lớn chuyện, bỏ qua đi con. Bỏ, bỏ là sao má? Bỏ đi, rồi lấy cái gì vợ chồng con nuôi má? Này, má phải đi qua lấy tiền về đưa cho tôi. Tiền của má để cho ông bà hai giữ. Rồi má về đây bắt vợ chồng tôi lãnh má. Má chơi gì kỳ vậy má? Nè, nhậu rồi đúng không? Nhậu gì mà nhậu, nhưng mà tôi không có xỉn, tôi tỉnh. Đi ra làm sao để tôi làm cái gì cho nhậu. Đi, đi, ông Trung ông xỉn rồi. Má đừng có để ý nha má. Con nhúc này phải đậu tiền gì cho má mới được. Mệt ông thiệt à. Lan. Anh Tùng, anh đi đâu đi ngang qua đây vậy? Anh đi tìm em nè. Anh kiếm em có chuyện gì hả? Sao em giấu anh chuyện đó? Đừng, con đừng nói cho thằng Tùng biết. Bác không muốn nó phải khổ tâm vì bác đâu. Thằng Tùng nó đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Ủa, ai nói cho anh biết chuyện gì hả? Thì Mừng, nó nói anh mới biết là em bị mờ út la. À, vậy mà lại em tưởng. Bộ còn chuyện gì nữa hả? Ờ, à, dạ không, đâu có chuyện gì đâu. Anh đừng có lo cho em, không sao hết á. Lan, em đang cần tiền phải không? Để vài bữa nữa ông hai cho tiền anh, rồi anh đưa cho em. À, đâu có. Em cần tiền làm gì chứ? Không có đâu. Thằng Mừng nó nói kìa. Thằng Mừng á, nó hay lấy tiền của em đi chơi, cho nên là em mới nói vậy đó. Em gạt anh chứ? Thiệt, em nói thiệt mà. Đi. Để anh phụ cho. Em uống nước đi. Tại bây giờ á, anh không có tiền nhiều, nhưng kể từ hôm nay á, mỗi tháng ông hai cho tiền anh, cái anh đưa cho em với má. Thiệt tình là em không có cần tiền mà. Đừng cãi anh. À, em quên nói với anh, bác Sáu chuyển về nhà chị Điểu rồi đó. Sao vậy? Bộ má anh có chuyện gì hả? Chị hai đối xử với má anh không tốt hả? Không, là tại vì bác Sáu muốn chuyển về nhà chị Điểu ở một thời gian cho vui thôi. Nếu vậy tốt, anh chỉ sợ. Không sao đâu, em đã hỏi kỹ bác Sáu rồi, anh đừng có lo. Vậy để
anh về xin phép ông hai rồi qua nhà chị ba gặp má. Anh không hiểu tại sao em có thể sống ngày này tháng nọ ở một nơi tẻ nhạt như thế này. Em không cảm thấy nhàm chán sao? Em yêu sự thanh bình, êm ả ở nơi này. Với lại mỗi ngày được ở bên cạnh nội, được chăm sóc nội, như vậy là em thấy mình hạnh phúc rồi. Nếu như anh muốn cùng em chăm sóc ông nội, em có đồng ý không? Trang Đài, thật sự là anh đã thương em từ rất lâu rồi. Đồng ý làm vợ anh nha Trang Đài. Như vậy có vội vàng quá không anh? Em nghĩ là hai đứa mình chưa thực sự hiểu nhau. Đâu phải anh và em vừa mới biết nhau đâu. Ba mẹ em cũng là bạn thân của ba mẹ anh. Chúng ta lớn cùng nhau mà. Có chuyện gì vậy chị hai? Tôi có chuyện muốn nói với chú. Hay là em với chị kiếm quán cà phê nào rồi nói chuyện, chứ đây không có tiện đâu. Nhưng mà bao nhiêu năm trôi qua rồi, tánh tình mỗi người mỗi khác. Em chỉ sợ hai đứa mình không hợp nhau. Đâu nhất thiết vợ chồng phải hợp nhau, bù trừ cho nhau cũng tốt mà. Nhưng mà hôn nhân là chuyện cả đời người, làm sao em quyết định vội vàng như vậy được? Anh biết có lúc cách giao tiếp của anh đó khiến em không hài lòng, nhưng anh đã sửa. Vậy thì em còn băn khoăn điều gì ở anh hả Trang Đài? Nhưng đúng là để tìm một người đẹp trai, học cao hiểu rộng như anh sẽ rất khó. Nhưng mà những điều đó đối với em không quan trọng. Vậy thì điều gì mới quan trọng? Thiệt ra em là một người rất đơn giản. Em chỉ cần một người đàn ông chân thành, tốt bụng. Và đặc biệt, khi ở bên cạnh người đó, em cảm nhận được sự bình yên và vui vẻ. Ở anh không có những điều đó hay sao? Ở bên cạnh anh, em không vui vẻ hả? Thực sự là ở bên cạnh anh, em cảm thấy rất là vui vẻ. Anh mở ra cho em một chân trời mới. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Em còn điều gì chưa hài lòng ở anh hả Trang Đài? Không, anh không có gì làm em không hài lòng hết. Chỉ là em chưa cảm nhận được sự bình yên cần có ở anh. Má, má đi đâu đây? Trời ơi, má tính qua ông hai gặp con nè. Ừ má. Nè, má ngồi xuống đây đi. Con nghe Lan nói á, má về ở nhà chị ba. Con định trưa nay con xin phép ông hai cho con về con thăm má nè. Trời ơi, má ở không mà. Hễ khi nào má thấy nhớ con cái má chạy qua ông hai thăm con. Con đừng có xin phép ổng, phiền lắm. Nhưng mà sao tự nhiên má về má ở nhà chị ba vậy má? Tại vì má thấy ở bên anh chị hai má không có mần gì trơn á. Rồi má nhớ chị ba, má nhớ thằng Đức. Má tin về ở bên chị ba con một thời gian. Mà anh chị hai con cũng tốt lắm, cũng cản má đó chứ. Mà tại má muốn đi thôi. Vậy rồi anh ba anh có vui khi má về ở chung không? Trời ơi, cái thằng đó nó mắc cái tánh ăn nhậu thôi, chứ cái bụng nó tốt lắm con. Nó thấy má nó mừng lắm. Đây nè, cái khăn này là nó cho má đây nè. Thiệt không má? Trời, tao nói dối mày chi hỏi kỹ con. Bây giờ con chỉ mong các anh chị chăm sóc cho má đàng hoàng. Nhưng mà bây giờ thấy má không được khỏe ăn gì, con lo. Già rồi mà con, đâu có được như trước nữa. Mặt trời xuống núi rồi con. Ừ.
Chị nói sao? Má bỏ đi hả? Má bỏ lên nhà cô ba ở rồi. Chú coi á, má làm chuyện không phải. Tôi giận, tôi nói má có mấy câu à, má đùng đùng bỏ đi, chứ có phải tôi xua đuổi gì đâu. Mà cái chuyện này nha, tôi nghi ngờ là do cô ba của Suối. Hổng cô ba của lên nhà tôi thăm má, cổ ngồi cổ rù rì rủ rỉ với má riết à. Ý của vợ chồng cổ á là muốn đòi lại cái số tiền của má với chú Tùng. Mà chú coi á, má làm vậy phải vô lý không? Trong khi vợ chồng tôi là người lo cho má, mà hở có chuyện gì á, má nồng nã má bỏ đi à. Mà vợ chồng cô ba chú còn lại gì cái tính nữa. Tiền mà vô tay cổ á như là gió thổi mà tóc nóc vậy, thổi một cái là không còn gì hết trơn. Chị nói cũng phải, nhưng mà em thắc mắc, tại sao má lại lấy tiền của chị để làm gì chứ? Trời ơi, cái chuyện nó dễ hiểu vậy mà chú Út. Cô ba cổ lên cổ than, rồi má nghe má chịu không nổi, rồi má lén lúc má ăn cắp số tiền của tôi dám dúi cho cổ. Tính má não giận vậy mà. Thiệt tình em cũng không hiểu nổi má luôn á. Thôi được rồi, lát nữa em sẽ ghé nhà chị ba gặp má coi sao. Thì tôi báo cho chú hay vậy đó, chứ để má bỏ đi vậy á rồi sau này chú trách tôi. Em không trách gì đâu. Mà sẵn tiện á, chú nhắn vợ chồng cô ba giùm tôi, đừng bao giờ dòm ngó tới cái số tiền đó nữa. Mà tôi nuôi má từ đó đến giờ tốn biết bao nhiêu là công sức tiền của. Rồi tôi thấy á, sắp tới đây dỗ quải của tía cũng vợ chồng tôi lo. Sau này má mất á, anh Mai anh là con trưởng, vợ chồng tôi gánh nặng đủ thứ hết á. Em biết rồi. Cảm ơn chú đã hiểu cho vợ chồng tôi. Đúng là người có học với chú, cái chuyện dễ dàng. Cái này là do tấm lọc gió bị bụi bám nhiều nè, cho nên máy khó nổ. Bây giờ tôi lau sạch rồi, giờ máy bình thường rồi cô hai. Trời ơi, anh nói giống như là chuyên gia vậy á. Sao anh biết hay vậy? Thì tôi học lớn chỗ này một chút, chỗ kia một chút, chứ có gì đâu hay. Anh giỏi thiệt luôn á. Hay quá. Được rồi nè. Hay quá à. May mà có anh sửa được cái máy này á, mấy ngày cúp điện nhà cũng đỡ. Mà anh Tùng nè. Dạ. Anh lớn tuổi hơn tôi mà anh cứ dạ thưa hoài à. Tôi nghe tôi cũng thấy ngại luôn á. Tôi là người làm, còn cô là chủ, xưng hô vậy là đúng rồi, có gì đâu cô ngại. Cái gì mà chủ với người làm? Anh còn nói vậy nữa là tôi giận à nghe. Ông nội tôi coi anh như con cháu trong nhà, mà anh suốt ngày cứ phân biệt giai cấp vậy hoài à. Hay là tôi có ý này, tôi với anh là bạn bè nha, anh có đồng ý làm bạn với tôi không? Thân phận của tôi vậy sao dám làm bạn với cô? Thân phận của anh thì sao chứ, chỉ là anh kém may mắn hơn tôi thôi mà. Anh có đồng ý làm bạn với tôi không nè? Thôi được rồi, cảm ơn cô. Tại tôi dơ quá. Có sao đâu, bạn bè mà. Mày coi đó, anh chị hai lấy tiền rồi mà không lo cho má được đàng hoàng gì hết. Bây giờ má về ở với anh chị á thì ông bà cũng không chịu trả tiền nữa là sao? Điều à, nếu mà con không nuôi nữa thì thôi để má đi. Má nói cái gì kỳ vậy? Sao con lại không nuôi má? Chứ sao con nhắc chuyện tiền bạc hoài vậy con? Thiệt tình con cũng không hiểu nổi má luôn á. Nếu như má cần tiền thì má nói với anh hai, hoặc là má nói với con, chứ má lấy tiền của chị hai làm chi? Cho mọi chuyện nó rối như vậy hả má? Lộc ơi, con mà cũng nghĩ má xấu như vậy đó hả con?
thì con nghe chị hai nói như vậy. Nếu như má không làm, sao không để anh hai kêu chị Lan ra thì mọi chuyện sẽ rõ. Cái thằng, ngay cả con cũng nghĩ trong chuyện tiền bạc. Má, má Lộc, cho mày ăn học nhiều, mày ăn nói với má vậy đó hả? Con xin lỗi má, con không có nghĩ như vậy đâu má. Chị ba, nếu như má ở đây có khó khăn gì cho chị, hay là để em kêu má về ở với vợ chồng tụi em. Khó khăn gì đâu, má ăn uống có bao nhiêu. Còn anh ba, anh có vui lòng không? Thì dù gì má cũng cho tiền anh chị trả nợ, anh ba mày cũng đâu phải thuộc dạng phổi đâu. Vậy cũng được. Vô đây. Vô. Tao là tao không có cam tâm. Khi không bây giờ vợ chồng tao phải nuôi báo cô thì bà già vợ tao nữa. Thôi trời anh ơi, mình làm phước thì được phước thôi. Giờ anh có hiếu với bà thì sau này con của anh có hiếu với anh thôi. Bù lại mà. Có nhưng gì mà đâu. Cái điều tao tức là phải chi bà già vợ tao bán nghèo trắng lại. Con vợ tao là con một của bà, tao đâu có than làm gì. Đằng này cái thằng anh hai á với cái thằng út á, nó khá giả thì mẹ luôn mà còn bắt tao phải gánh nợ. Cái điều làm tao tức nữa là bà có tiền bà đưa cho vợ chồng của ông hai, còn bây giờ bà dẫn xác về nhà tao, tức không? Tức chứ. Hào quả đi anh. Vô. Tao là tao không có bỏ qua cái chuyện này đâu. Ba mẹ con mới về. Sơn. Dạ. Con đi đâu mà từ hôm qua tới bây giờ mới về? À... Có phải là con xuống Nhãn Trang Đài không? Dạ, con đi Sài Gòn mẹ. Đi Sài Gòn? Đi Sài Gòn làm gì vậy con? Mẹ cũng phải cho con khuây khỏa chứ. Ở đây không chết vì buồn cũng sẽ phải chết vì chán. Con nói cái gì vậy Sơn? Ba mẹ tốn biết bao nhiêu tiền lo cho con, khi về nước không có một tấm bằng để lận lưng với người ta. Con được như người ta thì ba mẹ được nhờ rồi. Ba, con cũng đã hứa làm lại từ đầu, ăn học cho đàng hoàng. Tại ba mẹ bắt con về. Không gọi con về thì tiền đâu ba mẹ lo cho con nữa. Mà chưa chắc gì con đã thực hiện đúng lời hứa của mình. Thôi anh à, chuyện đã qua rồi nhắc lại làm gì. Có giải quyết được cái gì đâu. Điều cần thiết bây giờ là phải lo liệu công việc cho con đó anh à. Thôi được rồi, để mai anh đi vài chỗ kiếm việc cho nó. Anh định xin việc gì cho con? Với cái tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 loại trung bình thì nó có thể làm được gì ngoài nhân viên trong công ty bình thường để người ta sai vặt thôi. Ba, ba định cho con làm nhân viên quèn hả? Với đồng lương ba cọc 3 đồng uống cà phê còn không đủ. Anh, không được đâu anh à. Sao lại không được? Anh thử nghĩ coi, vợ chồng mình đang cố gắng giấu giếm hoàn cảnh thật của gia đình mình. Ngay cả việc thằng Sơn nó không có bằng, vậy mà anh tính xin cho con cái công việc hèn mọn như vậy. Em hỏi anh, nếu mà bác hai trường mà biết thì bác có đồng ý làm xu gia với mình nữa hay không? Nghe em nói như vậy anh thấy cũng phải. Sơn à. Dạ. Chuyện con với Trang Đại sao rồi? Hay là con không ưng bụng rồi cố tình trì hoãn? Cái này không phải tại con nha ba. Con nhỏ đó giống như ở thế kỷ 18 vậy đó. Con cũng đã đề cập đến chuyện cưới sinh rồi, nhưng mà cứ nói không hợp nhau, cần phải có thời gian tìm hiểu mới quyết định được. Ba,
Con muốn gạo nấu thành cơm, mà tại ba mẹ không muốn. Không được. Không, không được. Dứt khoát là không được. Mẹ biết tánh ý của con Trang Đài, nó không dễ đâu con. Vậy là mình phải chờ bao lâu nữa? Anh phải nhẫn nại chứ anh. Ông bà ta có câu dục tốc bất đạt, mình cố gắng cầm cự thêm một thời gian nữa đi anh. Sơn, còn về phần con ráng tích cực lên, lấy lòng bác Hai Trưởng, chiều chuộng Trang Đài một chút. Có đứa con gái nào mà không thích được nâng niu chiều chuộng đâu con. Ok, con biết rồi. Nội ơi, thời buổi nào rồi mà nội còn xài cái bàn tính cổ lỗ sĩ này nữa. Sao con mua cho nội cái máy tính bỏ túi mà nội không xài cho tiện? Cái bàn tính này nội xài quen rồi. Nội, uống sữa đi nội. Ừ, để đó con. Cái bàn tính này được truyền từ đời ông cố con tới đời ông nội đó, thấy không? Làm sao nội bỏ được nè. Thậm chí nội muốn truyền lại cho tới đời cháu chắc sau này nữa nè. Nhưng mà con là con chịu thua rồi á nha nội. Con á hư lắm, nội chỉ bao nhiêu lần không có chịu học, trong khi Tùng kia thấy không, nội chỉ sơ sơ cái là nó tính ào 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 cho nội à, nó giúp nội hổm ra là biết bao nhiêu chuyện rồi, giỏi ghê vậy đó. Anh Tùng thì còn nói làm gì nữa hả nội, ảnh thông minh sáng dạ quá trời, con thấy á, cái gì ảnh cũng biết, từ việc trong nhà ra tới việc ngoài đồng. Nội cũng công nhận à, cái thằng thông minh sáng dạ lanh lẹ mà ham học hỏi. Dạ, bởi vậy con mới thấy tiếc cho ảnh. Nếu mà hả, ảnh có điều kiện ăn học đầy đủ thì chắc là ảnh còn tiến xa đó nội. Sao bây giờ là hết thành kiến với người ta rồi phải không? Nội cứ ghẹo con hoài. Con á hả, là con học cái tính bao dung của nội rồi á nghen. Nè. Dạ. Sơn á, mới hổm đây chính thức xin phép nội để cho hai đứa con tìm hiểu nhau. Mà gia đình ở bên đó đó, thấy họ đó cũng nôn nóng à, có được đương dâu, đương dâu như con vậy đó. Nói nghe nè, nội già rồi, nội cũng mong muốn có một đứa cháu rể để mà có cháu cố đó ẩm bọc với người ta. Bây giờ con sao? Ưng hay không là nói với nội một tiếng đi, để cho người ta tiến hành. Nội, bộ nội thấy cháu gái xinh đẹp của nội ế lắm hay sao mà nội cứ giục con lấy chồng hoài. Thôi, nội xin lỗi, cháu của nội đâu có ế đâu. Xinh đẹp nè, đảm đang nè, giỏi giang nè, thông minh nè, siêng năng nè, bao nhiêu cái tánh tốt là gom vô hết vậy đó, thiếu gì người dòm ngó, đúng không? Con làm gì đúng chưa ngoại? Cuộc đời không như giấc mơ lòng người. Đó, ăn nhậu cho cố vô, đẹp mặt chưa? Mày nói ai ăn nhậu cái gì? Tôi hỏi ông có ăn cơm không tôi bới. Ăn cơm tất nhiên là phải ăn rồi, tao là chủ căn nhà này, tao làm ra cơm gạo để nuôi cái nhà này, tao không ăn để chết đói hả mày, tao đâu có ngủ. Thôi không phải con. Đó, má thấy chưa, má thấy con gái của má chưa, nó mất dạy vô cùng, chồng nó nói chuyện nó không có thưa gửi, nó không trả lời một tiếng mà nó bỏ đi luôn. Nó vô bới cơm cho con mà. Chịu nổi không? Nè, ăn đi. Mày coi chừng ngoài nha mày. Gì vậy? Gì vậy? Một tuần 7 ngày mà mày cho ăn rau luộc với cá kho hết 6 ngày rưỡi rồi, ai mà nuốt nổi mày?
thì cũng tại ông hết. Ông hứa với tôi sao? Hứa đi tát mương kiếm cá rồi đi tốt tới bây giờ mới về. Bây giờ có cơm ăn là may lắm rồi. Đừng có nói nhiều nữa. Mày nói gì hả mày? Tao nói tao nuốt không nổi thì mày phải làm món khác cho tao ăn chứ. Chứ mày muốn nói cái gì đó mày? Nhà còn cái gì đâu mà nấu? Cái gì? Mày nói gì? Không có cái gì ăn hả? Không có cái gì ăn. Mày đi vô, mày chiên trứng cho tao ăn. Trứng ở đâu mà chiên? Trứng con gà đẻ ra để làm gì mày? Bộ mày để dành mày ăn giọng hết luôn rồi hả? Ông có bị điên không? Tôi đã nói cái trứng đó để ấp rồi mà. Ăn uống cái gì? Tao muốn ăn trứng chiên thì mày phải vô chiên cho tao ăn. Mày giỡn với tao à? Tao gọi đây tao chờ nè. Con ơi, đi chiên trứng đi con, đi. Tao nói rồi á, bây giờ tao nằm đây nè. Tao chờ mày chiên trứng cho tao ăn mà không có mày chết mày với tao. Chiên không mày? Má coi đó. Nằm ngủ như chết tới sáng, chứ có ăn uống gì đâu. Trang Đài à, thật ra anh thương em từ lâu lắm rồi. Em có đồng ý làm vợ anh không Trang Đài? Không đời nào nội ép con lấy người con không thương. Nội muốn con lấy cậu Sơn á, là vì cậu Sơn á là người tánh tình hiền lành dễ thương, mà lại nặng lòng với con nữa. Sao mà nội biết á, là anh Sơn nặng tình với con? Thì người như cậu Sơn á, đâu có phải ít cô gái để mắt tới. Nhiều năm ở nước ngoài, vậy đó mà vẫn nhớ thương con. Như vậy đó là không có phải là nặng tình với con á là cái gì nè. Nhưng mà mấy năm học ở nước ngoài, anh Sơn có bao giờ viết thư cho con đâu nội. À, thời gian đầu thì anh có viết. Đàn ông mà con, sự nghiệp là trên hết chứ. Bởi vì nó ở nước ngoài, cho nên nó phải gạt tất cả mọi chuyện khác để nó tập trung nó lo chuyện học hành. Hiểu không? Vậy cho mỗi lần mà đến thăm nội đó, thì ba má của cậu Sơn á đều nhắn gửi lời của cậu Sơn á về thăm ông cháu mình. Con suy nghĩ thiệt kỹ lòng con đi, rồi trả lời cho nội biết. Nếu mà con thật sự không thương, không tưởng, không có tình cảm với thằng Sơn thì cho nội biết. Nội không có ép con. Dạ. Mình có tình cảm với anh Sơn hay không? Nếu như làm vợ anh ấy, liệu mình có hạnh phúc hay không? Ba, con thực sự không biết phải quyết định như thế nào đây. Con muốn nội được vui, nhưng con lại không dám liều lĩnh bước vào cuộc hôn nhân khi chưa xác định rõ lòng mình. Ba má ơi, phải chi ba má còn sống, có khi má sẽ giúp được con trong chuyện này, phải không ba má? Đào. Dạ. Dạ má kêu con. Đứng đó đi, má lục quýt cho ăn nè. Má ơi, khi nào nội mới về nhà mình hả má? Về làm giống gì? Mà sao con cứ nhắc tới bà nội hoài vậy hả con? Má nhức đầu lắm rồi đó. Con nhớ nội lắm. Má, đón nội về đi má. Ba má đi suốt ngày, bỏ con nhà mình, con buồn lắm. Buồn á, thì ngày mai má đưa qua bà ngoại chơi. Nè, ăn quýt đi con. Trời ơi, con làm gì chạy dữ vậy Đào? Trời đất ơi Đào. Con với cái thiệt á chứ, hết dạy nổi rồi. Em mới là con gì nữa phải không? Anh đừng có để ý tới nó nữa. Mà cũng tại má anh hết á, nuông chiều riết nhỏ hư. Con nít bi lớn à, muốn ngăn nào được ngăn đó. Em nè à, anh ăn đi.
Anh có chuyện này muốn bàn với em. Chuyện gì vậy? Anh tính là đón má về đây nuôi. Ủa, sao lại đón? Lúc đi là tự động đi chứ tôi có đuổi đâu à. Mà tôi nói thiệt á, má đi tôi thấy là tốt nhất á. Vì sao lúc trước em cũng muốn đón má về đây mà? Lúc trước á, là tại tôi thương anh, tôi muốn cho anh được báo hiếu. Nhưng mà không ngờ khi mà về sống chung vậy á, nó xảy ra quá nhiều khó khăn gút mắt. Vậy là ý của em là không muốn sống chung với má? Phải. Nếu vậy thì những cái khoản mà chi phí của má em cứ trừ ra, còn lại bao nhiêu á em gửi cho cô ba đi.